chết người chết là sao? Xong anh khớp cái này cho em ấy nhá. Chuẩn đấy không? Lại cái đời. Đấy. Khoan đuôi xe anh cho thấp xuống đi, đồng ta nhìn được thời trang. Nhìn như tiền nó dễ, dễ điện đấy nhá. Thế thôi không nguy hiểm đâu. Chào đoàn xe anh.
cười. Quay mặt đi nha, quay mặt ra. Không, không. Hạ được rồi. Nha, bà không được khóc nha, đồ. Bà không khóc, nếu mà khóc ông đi đâu. Đó xin đưa bà về. Rồi đi, đâu lần con đi. Đi về, đi về, đi về. Bà không muốn về. Đi, đi, đi. Đi đưa bà về. Đi xe.
đồng gia lễ chủ kiền thành cung minh thiên quan thành hoàng sơn thần thổ địa tu thiết tiên lễ sám tạ an mồ trạch tạ an long mạch phần mồ chính kiến trần ninh nguyễn văn inh ngũ bái à. Tạng chúa u minh cứu khổ hiệu lăng nhân hậu thổ địa kỳ chữ thanh chiết sơn chuyên nhạc độc các linh à, thần bát nai à, bác quái thủ cung an bộ trạch tứ duy lục hợp hộ huỳnh à, phần lễ chủ đồng gia kiền thành nhang phụng à, hiên nai à, kim thời sám tạ đảo ân à, cần tiếp mai à, tiếp dân chính tiến vòng linh à, hồn Nguyễn Văn Inh sinh tịnh độ, tòng tư con cháu phúc bôn ní đằng. Đại Thánh Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thánh Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thánh Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thánh Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thiết dị ngai ngờ, nhất đơn nguyên thẩm thúc bản vô tịch, nguyễn sai thủ vạn tường phủ không cố hữu thăng trầm. Sinh ở duyệt tư bằng bí chú dùng kiết hoa duyên giao hữu tịch huyết mộ phần chân ngôn cẩn đương chỉ tụng nam mô tát ta lâm tam diệu tam bồ đà câu chi lâm đan địa thán chết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha nam mô tát ta lâm tam diệu tam bồ đà câu chi lâm đan địa thán chết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha nam mô tát ta lâm tam diệu tam bồ đà câu chi lâm đan địa thán chết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha nam mô tát ta lâm tam diệu tam bồ đà câu chi lâm đan địa thán chết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha an bắc ca đế cha thiên thần na la địa cha sa an bắc đế cha thiên thần na la địa cha sa an bắc đế cha thiên thần na la địa cha sa thiết dị ngai ngà yên an ninh từ đức cung bằng ngũ phần dĩ giao thông dục nhã linh quan tu trưởng bách hòa nhi biến đạt dĩ kim phần hương hiền thành cung sàng cũng rằng u minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát cũng rằng hậu thổ địa kỳ đương sứ thần quan cũng rằng ngũ phương thủ mộ thần quan cũng rằng đương liên hành khiển đương sứ thần linh ngũ phương thử động chân hương phổ đồng cũng rằng cũng rằng thưa thần cần tấu vi Việt Nam quốc khai nguyên tỉnh khai nguyên thành phố Tân Lập phường tổ 4 ngõ 289 số nhà 44 Y Vu tại mộ trạch sứ cư thượng phụng thượng ngai thượng phụng Phật thánh hiến cung hạ thiên tiến lễ cung tiến thiên quan thành hoàng sơn thần thổ địa ngũ phương long mạch thủ thiết tiên lễ sám tạ an mộ phần độ vong linh nguyện cầu phong hoa linh siêu sinh tịnh độ lễ chủ đồng ta bình an khang thái tài lộc công danh hưng vượng kim mê kim vì đồng gia hiếu chủ lam tử nguyễn văn quyết nguyễn hữu thìn hôn tử chu thị minh ma thị yến gia lữ nguyễn thị minh tâm nguyễn thị nhâm nguyễn thị nhung tế tử nguyễn thanh xuân đỗ văn tuấn mai thanh lương Lội Tôn Nguyễn Tuấn Tú Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Gia Hân Ngoại Tôn Nguyễn Tiến Thành Lê Trường Giang Lê Thị Duyên Nguyễn Ngọc Sáng Lê Thị Lan Anh Phạm Tuấn Anh Lý Tằng Tôn Phạm Thái An Đồng Gia Cung Thừa Mẫu Thân Nguyễn Thị Mậu Hợp Đồng Gia Dương Môn Quyến Đẳng Đồng đồng ra từ xưng phục vì tua thiết tiến sám tạ an bộ phần chính tiến chân linh hiển khảo nguyễn văn inh nguyên mệnh sinh ư kỷ mão liên muội nguyệt nhật thời sinh hưởng họ giả bát thập tứ tuế đại hàn tử ư nhâm dần niên lục nguyệt trung tuần thập tam nhật mùi thời thọ trung chính hồn chính chính hồn vong linh tự tòng quyến quán bản bốc thăng trầm cửu sứ giả nhất hoặc tứ du cần thủ kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh đạo lưu tự vu phần bộ sứ tu thiết tiến đến sám tạo độ vong pháp đản nhất duyên nhi tán kim tắc tuân hành bí điển tán hiến minh đăng sử u ám di quang minh tỷ hung hương nhi diễn duyệt
ngước mong thần lực phủ giám hoa duyên, gia hữu triệu thỉnh chân ngôn cần đương trì tùng. Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh chân linh nhật vị giao thông dùng trường giờ tam bảo lực ta trì kim nhật kim thời lai giáng phoan. Nam mô bộ bộ đê ni đà ni đà ni đà ta ngã đà ta nam mô bộ bộ đê ni đà ni đà ni đà ta ngã đà ta nam mô bộ bộ đê ni đà ni đà ni đà ta ngã đà ta nam mô bộ bộ đê ni đà ni đà ni đà ta ngã đà ta nam mô bộ bộ đê ni đà ni đà ni đà ta ngã đà ta. Hướng ngã thượng ngã lai triệu thỉnh chân ngôn tiên dương di kinh lễ chủ đồng gia kiền thành thượng hương bái thỉnh. Nhất nên nhất đã tâm phụng thỉnh u minh giáo chủ cứu khổ bán tôn dẫn thể phách di siêu thăng tiếp dân linh hồn nhi giải thoát. Cung nên cung duy thần đệ tử con xin cung thỉnh thập đơn cứu khổ bán tôn địa tạng vương bồ tát ma ha tát. Duy ngai duy ở nguyện phả thí diệu lực tiếp dân linh hồn giáng phó đàn duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh. Nhất lê nhất tâm phần hương nhị phụng thỉnh. Thiên địa khôi phần trấn ngũ phương chi tôn vì âm dương tao hội định bác quái dĩ an bài lộ thuộc chư tư tinh cung thanh trung. Cung duy thần đệ tử quan xin cung thỉnh ngũ phương ngũ đế hậu thổ địa kỳ cung thỉnh đông phương thanh đế thủ mộ thần quan, Lam phương Thích đế thủ mộ thần quan, Tây phương Bạch đế thủ mộ thần quan, Bắc phương Hắc đế thủ mộ thần quan, Trung ương Hoàng đế thủ mộ thần quan. Cung thỉnh tam giới truy hồn sứ giả ngũ đạo tần phách đẳng thần cập thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ thần quân, nhị thập tứ sơn thần quân, nhị thập tứ hướng thần quân, nhị thập tứ khí thần quân, thất thập nhị hầu thần quân, cửu cung bát quái thần quân, tứ duy lục hợp thần quân. Cung thỉnh quán thủ mộ thần quân, thủ hình thủ hài thủ cốt thần quân, vương giữ hổ địa chính thần nhất thiết giữa uy linh kỳ tòng thanh trung mê ngai ngà duy nguyện thần tâm cẩm biến hóa uy linh thủ tăng bộ phần chứng minh công đức hương hoa thỉnh. Nhất lê ngà nhất tâm phần hương tam phục thỉnh. Hồn diệu diệu sơ vô lai cũng chi kỷ với khách thủ thủ linh hữu trọng quy chi nhật phục vi phục ngai phục vi hạ thiên tiến đế sáng tạ an bộ phần chính kiến chân linh hiển tạo nguyễn văn minh chính hồn duy ngai duy nguyên được trần quyết định nhất tính viên minh thủ tăng đại duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh. Thượng ngã lai triệu thỉnh ý mộc quang lâm táo an tỏa chân ngôn cần đương trì tùng. Thần đức tổng công nay đoán hạ lạc tư tâm nguyện thực ra đã thủy phương tinh huyền biến bằng minh nguyện sáng pháp thiên nam địa tòa. Nam mô an bảo tạo bồ tát ma ha tát. Nam mô an bảo tạo bồ tát ma ha tát. Nam mô an bảo tạo bồ tát ma ha tát. An ca ma la sa ha an ca ma la sa an ca ma la sa. Nam mô ta đa phạ đa tha ngã đa tỏ lô chỉ đế an tam bà ta tam bà ta.
biên chư ư tam thiên bồ tát tu nhân thể phả thông ư thế giới ngưỡng chiêm công đức tiến bạt phong linh dụng ở nhi tuyên nổ di siêu thăng phả tế linh hồn nhi giải thoát nà kim ê ngà kim a vị trích tiến tân vọng linh nguyễn văn linh chân linh lục tân bất tình tam bảo lai giáng trường thừa bí mật di gia trì cũng vọng tử bi nhi tiếp dân khởi thủ kiền thành sám tạ phát nà nguyện bất giác chân như tinh tùy duyên nhiễm chọc trần hồi tội quảng vô biên chi tâm lai sám tạ nguyện tuyệt oan kiên chư tội chứng nguyện viên trùng kiến đắc vô thường nguyện viên trùng chi diệu lan đương nguyện hoạch chư lai chân thực nghiêm thử tán đăng nghi đăng phụng hiến cung giảng đương sứ thổ địa thần linh chiếu diệu ngũ phương thông mồ trạch phá chư ám trực quang minh vong giả đắc siêu sinh đại thánh quang minh vương bồ tát 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 cơ trầm lai tĩnh nguyệt tám canh man thủ ngân tăng triệt dạ minh chám chám lưu quang lăng bạch thủ chi chi thổ vọng sam kim tình lan thông viên chiêu thông vô giam mai hạc diệp cao uy chọc hữu tình nhậm thị nhập phong suy bất diệt kim tướng nhất điểm phá u minh chọc dĩ nhân hương kiền thân bái tạ ngay ngờ di chấp khai quang mã mau cung tà thần quan cẩn đương trì tùng phục dĩ âm dương chiếu diệu nhật nguyệt trùng quang thiên đạo nhân huân tình đồng nhất đi phàm tình hữu đảo linh tính tao chi giới đương hạ tiết chi thời viên tiết khai quang mã mau cung tà thần quan cẩn đương trì tùng cùng thỉnh thỉnh như lai điểm khai quang mã mau dung nhan thập kỳ diệu quang minh chiếu thờ phương ngã tích thời cũng giang kỳ phụng hoàng thân cận thân chúa tiên cung vương ca lăng cần giả thanh giả lai mẫn chúng sinh ngã kim khai thi viên khai quang khởi chiếu thiên tôn thành sắc biến thành y xích sắc biến xích y bạch sắc biến bạch y hắc sắc biến hắc y hoàng sắc biến hoàng y các sắc biến tùy y vong linh nai thụ dụng đã chủ ở chúng tôi nam mô khai quang mã ma bồ tát ma tát nam mô khai quang mã ma bồ tát ma tát nam Nam mô A Di Đà Phật. Con Nam mô A Di Đà Phật. Con Nam mô A Di Đà Phật. Cần Đấu Vi, Việt Nam Quốc, Thái Nguyên tỉnh, Thái Nguyên thành phố Tân Lập, phường Tổ 4, ngõ 289, số nhà 44, Y Vu, tại mộ Trạch Sư Cư Thượng Phụng. Ngày hôm nay kim vì đồng gia hiếu chủ lễ chủ chúng con Việt Nam Văn Quyết Nguyễn Hữu Thìn, môn tử Chu Thị Minh, Ma Thị Yến, nữ tử Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Nhâm, Nguyễn Thị Nhung, đệ tử Nguyễn Thanh Tuấn, Đỗ Văn Tuấn, Mai Thanh Nương, Lộ Tôn, Nguyễn Tuấn Tú, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Gia Hân, ngoại tôn Nguyễn Tiến Thành, Lê Trường Giang, Lê Thị Duyên, Nguyễn Ngọc Sáng, Lê Thị Lan Anh, Phạm Tuấn Anh, Lý Tằng Tôn, Phạm Thái An, đồng gia cung thừa mẫu thân Nguyễn Thị Mậu, hợp đồng gia dương môn Nguyễn Đằng Từ xưng phục vì tiến lễ sám tạ an hồ trạch phần hồ chứng kiến chân linh hiển khảo Nguyễn Văn Inh, nguyên mệnh sinh như kỷ mão liên muội nguyệt nhật thời sinh hưởng thọ giả bát thập tứ tuế. Đại hạn tử ư nhâm dần niên, lục nguyệt trung tuần thập tam nhật mùi thời nay xin cung thỉnh. Nam mô thập phương vô lượng thượng trụ tam bảo cung thỉnh. Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát cung thỉnh kim liên trung quang vương hành thiện thiên quan thái tuế chính tôn thần cai quản năm nhâm dần niên. Cung thỉnh thành hoàng bản thổ liệt vị đại vương cung thỉnh sơn thần thổ địa thần linh long mạch cung thỉnh ngũ phương long mạch ngũ thổ long thần
Đông phương Thanh Đế Long Mạch Đại Thần, Nam phương Xích Đế Long Mạch Đại Thần, Tây phương Bạch Đế Long Mạch Đại Thần, Bắc phương Hắc Đế Long Mạch Đại Thần, Trung ương Hoàng Đế Long Mạch Đại Thần. Có câu đất nành chim đậu, đất dày thanh cao, lành giữ họa phúc có kết có phát, nhờ vào thần quan tôn thần Long Mạch cao sang. Nhị thập tứ hướng, nhị tập tứ sơn, vùng quanh khu đất này nơi đây đồng gia lễ chủ, chúng con chọn nơi an táng mộ phần chính tiến chân linh hiển khảo Nguyễn Văn Inh, muôn thuở hồng ân đời đời, nay có vài lời cầu xin. Cây thì có gốc, người thì có tổ tiên, nhớ ngày sự lợi hương bay ngặt ngào, ngày hôm nay đồng gia lễ chủ chúng con tu thiết tiến lễ trên tay dưới mạng thanh công hoa quả, tu thiết tiến lễ mã mao, xin sám tạ an mộ phần. Trong ngày hôm 13 tháng 6 năm Nhâm Dần, đồng gia lễ chủ chúng con có vong mệnh hiển khảo Nguyễn Văn Inh, đại hạn lâm chung theo tiên tổ, nay con xúc phạm đến thần linh Long Mạch tại nơi đây để chọn nơi an táng. Nay công việc mộ phần đã chu viên hoàn tất, đồng gia lễ chủ chúng con xin sám tạ an mộ phần, nay xin cúng tiến. Đông phương một phong ngựa xanh, nam phương một phong ngựa đỏ, tây phương một phong ngựa trắng, bắc phương một phong ngựa tím, quan cai quản tại trung ương một phong ngựa vàng. Mỗi quan xin cung tiến một bộ quần áo giáp, một đôi hiêm, một mũ, một roi, một cờ, một kiếm để an trấn ngũ phương đông tây nam bắc trung ương. Xin cung tiến ngũ phương Long Mạch, ngũ thổ Long Thần một bộ long ni quy phục để nguyện cầu cho Long Mạch được điện hiển, địa trạch tại phần mộ thì được hưng vượng, để nguyện cầu chư Phật chư Thánh tác đại chứng minh, nguyện cầu chính tiến vong linh. Ông Nguyễn Văn Linh chứng giám nay qua đàn đã hoan nguyện cầu cho chính nhân phong linh, ông ngực siêu sinh tịnh độ gã tọa liên hoa chi cảnh trực vãng tây phương, về miền cực lạc, về miền A Di Đà. Nguyện cầu vong linh ông khôn thiêng phù độ chỉ cho đồng gia lễ chủ trên trần thế trong gia chung. Có người già thì được mạnh khỏe, người trẻ thì được bình an, làm ăn thì đắc kỳ tài, sai kỳ lộc, lộc quần đến đến lục sai đem về công tác, để con cháu thăng quan tiến chức, lương bổng thì được tăng cao. Độ cho các úng tiểu nhi tâm bé trong gia chung ở ngoan ngoãn học hành thi cử đỗ đạt, thay ăn trong lớn, để nguyện cầu chư Phật chư Thánh tác đại chứng minh. Chính tiến vong linh ông Nguyễn Văn Linh nay qua đàn đáo hoán, này sau khoa lễ mời ông theo các con trai dâu gái rể các cháu nội ngoại về tại gia tư để đồng gia lễ chủ tu thiết tiên lễ tam nhật nội phục hồn an vị, đón rước chính tiến phong linh ông an vị tại linh sàng ở ngoài phần mộ. Xin cáo thỉnh thành hoàng truy hồn sứ giả, cáo thỉnh sơn thần thổ địa các quan cai quản tại nơi đây bảo an phần mộ, phần hài cốt của vong linh ông Nguyễn Văn Linh trong thời gian vong linh về nhà để hàng ngày nhận tuần cúng cơm chúc thực của vợ cùng các con các cháu. Sau tuần 49 bách nhật trăm ngày, vong linh ra tại phần mộ để nhận mộ, lễ vong linh hoan hỉ tác đại chứng minh, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng gia lễ chủ kiền thành tạ lễ tam bái. Cả nhà vai sớ đi xem nào. Bác thìn nên trộn đi gạo muối lẫn nộm với nhau. Để á xuống. Vái sớ đi. Anh thì vái đi. Vái sớ rồi đưa. Anh vái rồi đưa cả nhà. Vái rẻ cháu. Chụp đi gạo muối bỏ lăm vào trứng thì mang về được. Đưa gạo muối trộn lẫn vào với nhau. Té xung quanh khu mộ nhà mình. Hóa trộn khô bê tông này. Đây cho lên này. Đã lên. Kẹp một lượt, lắp bông ngựa đi một lượt thôi, không cần phải đi nhiều lượt. Kẹp để ngang thôi, kẹp một lượt đi tăng. Con rồi. Cái đó xe rất là đúng rồi. Đang tiến được nữa bà. Bác quay cái nghe cao nhỉ? Dạ. Thầy trẻ và giỏi. Hai trai. Vâng, cứ hết thôi. Không mang về. Phân tích thế gia đình mới hiểu được. Nó rồi nó lên cho thầy ơi. Tâm luôn đi. Tâm luôn đi. Đơn thầy. Mang cái ra cái vật lửa ra nào. Bỏ cái túi bóng đi ra nhá. Túi bóng sao ở đây? Túi bóng là cho vào rác. Ở đây này là túi bóng hóa là phải bỏ ra. Vài sớ xong thì làm mang sớ ra để trống lên trên cái ngựa kia kìa thì nó tơi lên nó dễ cháy.
Rồi bác cứ cầm bác xe, bác cứ cầm lên cho ai nhá. Con vượt đấy, em bái đi em thật đấy. Anh chú nữa. Đấy, hân hân rồi này, cho cái tôn. Đúng rồi. Cháu nó đi đâu nhỉ? Cháu Thìn à, đây 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 cho bác Thìn đưa hương yêu Thìn trước này. Sắp xếp một xe gia đình về sau nhá. Hay về tất vào một xe kia còn xe không? Còn với một xe kia thôi. Thế thì tập trung nằm luôn đi, hương về cùng một thể. Thắp vào cái lấm ấy xong là rút mấy bảy chân hương ở đấy. Không. Còn nhiều người khác thắp mà. Lấm ấy, đấy, lấm đất. Bảy chân hương đấy mang về cứ đi theo nhá. Về nhà thì đi theo cùng. Tắm này. Quay được cái này. Nhang ở đây rồi, bán hết. Đây cắm. Cắm gì đang? À ừ, lượt. Mang tiền vàng mới thớ ra kia để hóa đi cũng ngựa. Đặt lên luôn đi, tí nữa nó chạy đây. Đặt lên đi, đây đây, bác đi hóa nào. Cái hoa kia này là mang về nhà để mình chưa dùng đến mang về được mà. Đấy. Sao đâu, đừng lãng phí quá. Mình dùng đủ chứ không lãng phí. Thắp hết đi xem là chị ra thắp lễ này và đi cùng lễ này đấy. Đi đưa về là ngoài mặt lại đâu. Đúng không? Thu dọn hết đi. Thu đây hết đồ lễ và túi trước đi. Bác Thìn bây giờ về là không phải cháu đích tôn bê ảnh nữa mà là bác Thìn bê ảnh mới cầm bảy chân hương. Bây giờ bác Thuyết cầm hai cái gậy luôn. Đấy que cái gậy gãy tơi lên nhá, chứ đừng để cái ảnh là úp vào người à? Quay ra. Đi, ai đi thẳng ra xe rồi là đi thẳng ra đấy nhá, không phải mặt lại đi lại đâu. Nhìn thắp hương chưa? Cháu chưa? Thắp hương thắp hương đây. Hai bên chắp tay lên. Vâng. Hãy lên. Bàn của mình thì mang về hết. Ba lễ. Vâng. Rồi, đi ra ngoài đi.